Trời ơi, Bít ơi, Kiệt ơi, Á Lộc ơi, trời ơi, cá, cá với cua nó cắn máy bay nè. Trời ơi, chạy mất chưa. Rồi lấy cái xô bắt cá vô. Lấy xô bắt cá vô. Trời ơi, cua nó bò rồi. Rồi lượm máy bay lùa con cua vô. À đây các bạn ơi, có một con cua gì bự dữ hả? Rồi bắt bỏ vô xô nghe. Rồi bắt con cua các bạn ơi. Đây một con cua, rồi bỏ vô xô đi. Rồi Văn Minh bắt cá lóc vô Minh ơi. Ơi anh Lộc ơi, cua chạy bên đây nữa nè. Rồi bắt con cua này vô luôn. Rồi đem cái xô quá Kiệt ơi, đem cái xô quá. Rồi rồi bắt bỏ vô xô. Ôi trời ơi, Văn Minh bắt được con cá lóc rồi hả? Quá wow, hay quá, rồi bỏ bỏ vô xô đi mà Văn Minh ơi. Còn cá không Minh, cá đâu rồi? Đâu? Rồi một con cá nó chạy bên đây nè Minh ơi, bắt lẹ lên. Wow, các bạn ơi, bạn Bi bắt được con cá nữa này rồi, bỏ vô xô. Bắt phụ đi bạn Á Lộc ơi, bạn Kiệt ơi, bắt phụ đi, bắt phụ bạn Bin đi. Rồi, lượm máy bay lên. Lượm máy bay lên. Ê, các bạn ơi, máy bay rớt xuống trúng nguyên ổ cua với ổ cá luôn nè. Wow, có ốc nữa hả? Rồi, lượm máy bay lên bay lợi nha. Ê các bạn ơi, hôm nay bạn Bin, bạn Kiệt với bạn A Lộc nha sẽ chơi trò chơi phi máy bay nè, phi cơ đó. Mình có ba cái nghe, một cái màu cam nè, một cái màu màu hồng và một cái màu xanh. Rồi bây giờ bắt đầu phi thử nha. Chưa. Rồi phi lên trời, phi thẳng lên trời nha. Quá trời, máy bay nó bay nhanh quá, quay không có kịp luôn. Rồi con phi máy bay thử nha. Rồi con quăng mạnh lên. Quay rồi, quăng mạnh lên. Trời ơi, Bin quăng rớt dưới nước luôn rồi. Rồi, rồi bạn Kiệt với bạn A Lộc phi lên đây nha. Phi thẳng vào đây nha. Rồi rồi, được rồi, được rồi, xa quá. Rồi phi đi. Wow. Trời ơi, có bạn Kiệt đâu? Wow, ui máy bay của bạn Kiệt. Rồi bay dính nạ tay rồi. Trời trời. Ở máy bay của bạn Kiệt rớt xuống ruộng rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ bắt đầu quăng lợn nha. 1, 2, 3. Rồi bắt đầu quăng nha. Ôi trời, các bạn ơi, máy bay nó rớt xuống. Quá trời, có hai con cá nè Minh ơi. Trời, hai cá lóc bên đây nè, chạy qua. Quá trời, bay rớt xuống nước luôn rồi. Trời ơi, Minh ơi, Kiệt ơi, Á Lộc ơi, trời ơi, cá, cá với cua nó cắn máy bay nè. Trời ơi, chạy mất chưa. Rồi lấy xô bắt cá vô. Trời ơi, con cua nó bò rồi. Rồi lượm máy bay lùa con cua vô. Và đây các bạn ơi, có một con cua gì bự dữ hả? Rồi bắt bỏ vô xô nghe. Rồi bắt con cua các bạn ơi. Đây một con cua, rồi bỏ vô xô đi. Rồi Văn Minh bắt cá lóc vô Minh ơi. Rồi anh Lộc ơi, cua chạy bên đây nữa nè. Rồi bắt con cua này vô luôn. Rồi đem cái xô quá Kiệt ơi, đem cái xô quá. Rồi rồi bắt bỏ vô xô. Ôi trời, Văn Minh bắt được con cá lóc rồi hả? Quá wow, hay quá, rồi bỏ vô xô đi mà bạn Bin ơi. Còn cá không Bin, cá đâu rồi? Đâu? Đợi một con cá nó chạy bên đây nè Bin ơi, bắt lẹ lên. Quá wow, các bạn ơi, bạn Bin bắt được con cá nữa rồi, bỏ vô xô. Bắt phụ đi bạn Á Lộc ơi, bạn Kiệt ơi, bắt phụ đi, bắt phụ bạn Bin đi. Rồi lượm máy bay lên. Bin ơi, lượm máy bay lên vô lên Bin ơi. Rồi anh Lộc ơi, xuống lượm máy bay phụ bạn Bin đi. Rồi các bạn ơi. Ủa, ếch đâu nhảy dữ hả? Trời. Bắt ếch vô Bin ơi. Trời ơi, đâu đây có con ếch nữa hả?
Rồi bắt vô. Vi bắt được chưa? Rồi các bạn ơi, Vi bắt được con ếch rồi nè. Còn con bên kia nữa kìa. Bạn Lộc ơi. Đó, con bên đây nè Vin. Rồi rồi, bắt bỏ vô thùng, bắt bỏ vô thùng. Bỏ một con nữa, chụp. Được chưa, được chưa, được chưa? Được rồi, được rồi. Ai dữ hả? Đâu đâu cho các bạn xem chứ. Đây các bạn ơi, bạn Vin bắt được con ếch nữa nè. Rồi bỏ vô thùng nha. Rồi đâu đâu cho các bạn xem. Đây các bạn ơi, bắt được quá trời các bạn. Hai con cua, ba con ếch với con cá lóc nè. Đấy các bạn ơi, bạn Kiệt với bạn Lộc với bạn Vin đi chơi máy bay bắt được qua ba con ếch, ốc rồi cua, hai con cá nữa. Rồi rồi bây giờ mình đi luộc con cua nghe. Rồi bắt ếch bỏ vô thùng đi Vin ơi. Rồi hai con cua bự quá nè, hai con cua bự, rồi cua này lắc ngửa luôn rồi. Rồi bây giờ đem rửa con cua đi rồi mình luộc cua ăn nghe bạn Vin. Rồi bắt ếch bỏ thùng đi bạn Vin ơi, đem mấy con cá này mình thả xuống mương đi. Rồi đem cá thả xuống mương nha. Đây các bạn ơi, bây giờ mình thả mấy cá xuống mương mình nuôi mốt cho nó bự lên nha. Đây rồi thả xuống luôn đi bạn Lộc ơi. Rồi thả cá xuống đi bạn Pin ơi. Trời ơi, rồi thả xuống mương đi cho nó bơi đi. Rồi bỏ xuống bạn Lộc ơi, ngay sình nó bơi không được đâu á. Rồi bỏ xuống dưới cho nó bơi luôn đi. Rồi cho hai cá. Ốc hả? Ốc quá trời luôn hả? Rồi bây giờ vô mình luộc cua ăn nha. Đây này các bạn ơi, bây giờ mình đem luộc hai con cua này nha. Pin ơi có ăn cua không? Ăn hả? Rồi ngồi canh cua nha. Con cũng ăn cua. Rồi con cua vô ngồi canh đi. Ngồi canh coi chừng nào con cua nó chín. Ba. Cua bự dữ rồi, đem nắp lại chứ để con cua giải ra đó. Rồi chín chưa bạn Hà Lộc? Chưa sôi hả? Chưa sôi. Đây nước gừng sôi rồi nha các bạn. Có hai cua coi. Có hai cua bự quá. Rồi chờ xíu nữa nó mới chín lận. Nước sôi chưa bạn Biên? Chưa. Đây các bạn, nước sôi rồi. Con cua nó biến thành màu đỏ rồi nè. Rồi mình trộn lại nha. Qua. Trời ơi, hai cái càng nó bự đỏ luôn rồi. Ngon quá. Nó rớt một cái càng rồi hả? Mấy càng ơi. Ôi, nó bay kìa. Nó bay của bằng Pin đó. Đâu trời nè, rớt nguyên một cái càng luôn rồi. Trời ơi, càng cua rớt rồi nè bằng Pin ơi. Rồi đẩy nắp lại nghe, một hồi nó chín rồi mình mới ăn được. Rồi chờ xíu nữa nghe. Rồi xôi rồi các bạn ơi, rồi chín con cua rồi, vớt ra bỏ dĩa nghe. Này các bạn ơi, xôi quá trời luôn. Rồi một cái càng. Ngon quá. Thơm không Pin? Thơm lắm hả? Bự quá luôn. Ui, con cua này càng bự nhất nè. Rồi. Wow. Quá quá. Ngon quá ta ơi. Con cua này. Rồi rớt mấy càng con rồi vớt ra luôn nha. Gấp ra luôn. Rồi còn một cái cuối cùng luôn. Con nữa hả? Wow, các bạn ơi, cái càng bự quá. Rồi giờ mình đập cái càng ra cho bạn Pin với bạn Châu ăn nha. Đây, cho bạn Pin một cái càng cua, ngon không? Rồi ăn nha. Rồi cho bạn Châu cái một cái càng nè, càng cua này luôn. Rồi ăn thử coi ngon không? Ngon không? Wow, trời, cái càng này bự quá. Rồi cho bạn Lộc càng bự đi. Rồi ăn thử coi bạn Lộc ơi, ngon không? Ngọt không? Ngọt không? Ngon không bạn Vin, ngon không? Trời thèm quá. Cho cái chân đi. Đây các bạn ơi, ăn cái chân thôi. Quay mừ, ăn ít. Thịt nó ngon quá. Nóng quá hả bạn Vin, nóng quá hả? Kêu A Lộc đập giùm đi. Ngon quá hả bạn Pin? Ngon quá hả? Trời. Ngon bạn Châu. Ngon quá hả bạn Pin với bạn Châu ăn. Trời ơi, một cái càng bự nữa nè. Trời ơi, siêu bự luôn. Wow.
Wow. Rồi cho bạn Châu cái kèm bự này nghe. Ngon bạn Châu. Ngon quá hả? Rồi bạn Bin sẽ ăn một cái kèm bự này nghe. Wow. Rồi cái kèm con cua này nó bự hơn cái cua hồi nãy luôn á các bạn ơi. Thịt quá trời luôn nè. Ôi. Nè bạn Bin ơi, nè bạn Bin. Rồi vô đi, vô Châu đi, hai người vô đi. Wow, ngon thiệt. Trời ơi, cho miếng đi bạn Bin ơi, thèm quá. Ngon quá các bạn ơi, trời cái cạn cua ăn ngon quá. Còn hả? Rồi bây giờ bạn Lộc sẽ ăn cái mình cua nghe. Không có muốn keo nữa, lấy gì chấm. Rồi, bạn Lộc sẽ xé cái mình cua ra. Trời ơi, thịt quá trời luôn. Đây các bạn ơi, cái màu vàng này là gạch cua nha. Đây mình ăn thử, cái này phải thịt không ta? Không, cái này phải được ăn, cái này hay lắm. Hay lắm hả? Cái này không được hả? Không. Rồi bây giờ mình sẽ lột cái đó ra mình lấy thịt nha. Ăn hết con nữa. Còn nữa hả? Bin có Bin ăn cái mình không? Có ăn mình luôn hả? Đây này các bạn, giờ mình ăn cái mình cua với cái gạch cua nha. Rồi thử coi ngon không? Rồi, có thịt. Rồi bẻ ra nha. Cứng quá hả? Cứng quá rồi. Rồi. Rồi ăn thử đi bà Lộc ơi, coi ngon không? Ngon bạn ơi. Ngon quá. Trời nghe. Wow, bạn Bin bẻ được cái chân cua luôn rồi. Rồi cắn thử coi ngon bạn Bin. Ngon không? Quá trời ơi, bạn Bin cắn giỏi quá. Quá ngon luôn hả? Đây nè các bạn, bên trong con này nó quá trời thịt luôn nè. Thịt nhiều hết càng luôn á. Ngon quá. Ê các bạn, như vậy là video đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nghe, bye bye. Cái gì á?